have some business to take care of at home. Take care of business. Taking care of business là Take care. Chăm sóc cái việc kinh doanh của anh. Nhưng mà I have some business to attend to. Nếu mà, for example, when you're too busy and people say, let's go out or let's get a drink. Đi nhậu đi. Xong you say, oh, I have another business to attend to. And I have another business to attend to. Đấy. Thì I have another business to attend to. Đó, cái nói gì đó. I have another business to attend to. Nè, nè. Đấy. If you have too much business to attend to. Business to attend. That you have no time to pray. Không có thời gian, nếu có quá nhiều việc mà phải làm mà không có thời gian để cầu nguyện luôn ha. Đấy. Đấy. Thì do whatever. And alright, so attend là gì anh? Attend là tham dự. À, attend, join, còn gì nữa không anh? Tham gia, tham dự. Còn nghĩ gì nữa không? Attend, đồng nghĩa tham với gia, attend tham và dự. join là gì nữa? John. John, Join. từ nào nữa không? Join, ngoài join còn người nào nghĩa là tham gia nữa? Invite. Hả? No, no, Invite. invite là mời. Invite. Invite là mời. Tham gia, tham dự. Take. Attend, Take gì? attend. À, take. Take gì? Take, Take part take, in. no. Take part in. Rồi. Thế nào? Deal with nè. Thay vì chữ deal with này nó đồng nghĩa với attend to nè. Nó không bằng là tham gia mà là nghĩa là giải quyết ha. Đấy. Tôi có việc khác phải deal with. Đấy. Để phải giải quyết. Đấy. Đấy. I have no space to attend to deal with. To deal with. With ở đây á, with. Deal Nó with. là the nha. The mà the. The mà lê lưỡi á, with. With. Deal with. 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 Không, như vậy là thờ rồi. With. Yeah, nhẹ nhẹ. With. 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 Here we go. Nè, lê lưỡi, lê lưỡi. With. 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 Nhẹ nhẹ thôi. Đừng. With. Đừng, đừng, đừng như vậy. With. 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 With chứ không phải with With. book. With. 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 Ngắn thôi đừng có With. như vậy. With. 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 Ngắn thôi. With. 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 Okay. With. Okay. Đấy. I have many important matters to attend to. Có này nghĩa là gì anh? Tôi có nhiều vấn đề, matters là vấn đề, tôi có nhiều vấn đề quan trọng để giải quyết. Yeah, right. Attend to. Cố gắng kiềm chế cái từ sờ nha. Attend to. Attend to. Attends to. Attend to. Attend to. Attend to. Attend to. Attend. 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 Yeah. Nói attend. Ơ với lại ơ luôn là ơ. Ơ với tờ thành ơ. Ơ. Nice. Attend to. That's good. Thank you. Attend to. Right. All right. So today let's start off with unit one, companies. Look at these and let's guess what they are. First of all, we have Ben and Jerry's, Michelin, Yahoo, Samsung, IKEA. IKEA. How many companies do you know? Do you know who they are? Do you know those companies? Which one? companies such as Apple.
Apple. No, no, no. I'm Apple. just asking you about Ben and Jerry, Michelin, Yahoo, Samsung, IKEA. Which companies do you know? Yes, I don't know. You don't know any of them? I don't know. You don't know any of them? I don't know. You don't know any of them? Any of them. Any. You don't know any of them? Anh không biết công ty nào luôn hả? You don't know any of them? Yes, I have no Apple. Apple À, không company. không 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 tự nhiên mà Apple nói là company. I have no nha. Không phải là mình dùng thì hoàn thành ở đây I được know. mà mình chỉ nói là I know I Apple, know. thí dụ là vậy. I know Apple. I have known, thí dụ anh chị có thể I nói know là Apple. I have known Apple for 10 years thì được ha. Hoặc là since 2014 thì được, chứ không có tự nhiên mà dùng hoàn thành ở đây. Nhưng ở đây mình nói là no, not use. I only asked you if you knew this one. Là anh có biết không? Ben and Jerry's, Those Do you know what it is? Ben and Jerry's. Yeah. You have No, no, I don't no know. idea. Okay. So when you say I don't know, you can No say idea. I have no idea. Or simply put I have no idea. no, I have no idea. Yes, nói gì cho nhanh. Right, I I have have no no clue. Không có idea. bằng, không I có have manh mối. I have no clue. Đây, clue. đây. Nói đi nè. Hoặc là, này, I'm clueless. Có nghĩa là, I have no clue. I know nothing. Kiểu, vậy. And Ben and Jerry and Michelin. Do you know what Michelin is? Michelin. You know Michelin? If I show you the photo or Yes, the. no, I have no idea. Yeah, you have no idea. Okay, so if I show you this logo, I have no idea. this is called con vật logo. This is đấy. So you know what is it? I know Vậy nó là gì đây anh? là This is a Michelin nè. Michelin Yeah. Là vehicle gì? vehicle Vehicle. này là vehicle No, what do they exactly vehicle sell? What does this company exactly sell? Service or products? Services or products? I know. I have no idea. Yeah, they Chưa sell nghe bao this giờ. one. They sell these ones. Vậy nó là gì đây anh? Vehicle. No, not vehicle, not vehicles. It's Mà just bánh xe. tires. Nó bằng những cái chữ mà Thailand. mệt mỏi. Tire. Yeah. Yeah, Tires. tire thôi. Còn tire là thêm ED rồi. Còn cái này là Tire. 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 Yeah, tire nó có hai nghĩa. Một là làm cho Tire. mệt, hai là lớp xe. Hoặc anh có thể viết là y dài nha, nếu theo style của người Anh. Alright, and next, Yahoo. What about Yahoo? What do you know about them? Tire. Đây, đây, Michelin nè. Đây, Why? tire nè. Giá lớp xe nè. Tire. Đây. Đây. Alright, so what do you know about Yahoo? Yahoo, what services or products do they provide? I No idea. yes, Really? no idea. Have you ever used Yes, Yahoo? really, yeah. I do know. I no idea, Yahoo. You don't know what Yahoo is? Have you ever heard about Yahoo? Have you ever heard of Yahoo? Yeah. You never? Yeah.
You've never heard of No, Yahoo? Really? no. I have Oh, this is Yahoo. no Do you idea remember this? about them. Yes, You I don't don't remember. remember it? Do you I know. remember Yahoo Mail? Yahoo. Yeah, okay. So what is it for? Oh what is for Hmm? biểu tượng là cái gì nhỉ? It's an Is icon of Ah, okay. Yahoo. Right, this is an icon of Yahoo. An Yes. icon. Ah, sorry. Icon. Cái này lâu lắm rồi. Yes, icon. 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 Yes. Icon. This is an Icon. icon of Yahoo. Icon. But what does Yahoo provide? Huh? What does Yahoo provide? Is a great way to chat online To chat and online. make friends and make My friends. friends Do you and make think? friends with everyone. Really? Did you ever make friends online? Yes. Yes? Okay. How did you make friends online? By Yahoo or Facebook or anything Yes, else? on Yahoo and Facebook, on Okay. Skype, Ah, Skype. Skype. Skype, Skype. and Telegram, Telegram. Okay. So and WhatsApp. why friends online? What's up? WhatsApp. WhatsApp. Okay. So Yeah. why do you make friends online? Don't you have friends in real life? Huh? Why did you make friends online? Hmm? I usually chat online with my friends and my girl. À, your girlfriend. Yes. Okay. And all right. So Yahoo, right? You use Yahoo. Yeah. And also can I can also to talk about with your coworker and Okay. Chat with coworkers, right? yes, coworker. Yes. Chat So. with coworker. So. I could also chat with coworker Mm. and customers. Okay, that's good. Rồi, chuyện trong quá khứ ha. Anh có thể dùng past đi ha. Trong quá khứ rồi anh dùng could could đi nha. Could mặc dù không phải lúc also past nhưng mà nó còn có nghĩa là nó lịch sự hơn can nha. I could also chat with I coworkers. could đọc là could u ngắn đọc Could thành hơi ư số could could thì nó sẽ Could. phổ biến là could ha đấy. Và nó là sự hơn can trong trường hợp nhờ vả could you help me please thì nó hay hơn là can you help me Nghe nó and sang, nghe nghe nó nó sang sang đúng không could you help me please thực ra thì nó kiểu lịch sự hơn đó. Can you help me thì nó giống như là hỏi về khả năng của người ta nhưng mà mặc dù can cũng được chả sao nhưng mà could nó sang hơn nó lịch sự hơn alright Sự so what about lại. Ben and Jerry's do you know Ben and Jerry's you see Ben and Jerry nè đấy do you know đâu hmm? Penetrate. Sound like Tom and Jerry right so this is products of Ben and Jerry Penetrate. So what do you think they sell? So you think just you sell? Yeah, so sometimes I will buy ice cream. Yeah, they Okay. sell ice cream. Yeah. Yeah. Ice cream and yogurts. Okay. Yogurt. No, And no, no, no. Yes, yogurt. What anything else? yogurts. Anything else? Anything else? So
Noodles. Noodles? Noodle. Are you sure? Noodle. Really? Noodle. You sure? Yeah. Noodles, no. I don't think so. Because it's fast food. Fast food. It's fast food when I need. Really? Have you ever tried Yeah. Ben and Jerry's noodle? Như rồi when I thức đêm là gì nhỉ? When I stay up late. When I stay up late to do homework. So you tried Ben and Jerry's noodle, instant noodle. I stay up to play. Yes. Oh, really? Oh, this is the first time I heard that Ben and Jerry has instant noodles. I think you mistook it for something else. Yeah, chắc anh lộn rồi đấy. Ben and Jerry's only has ice cream. Noodle soup, Ramen ramen soup? No, not at all. I don't think so. They noodle only have dessert. Yeah, they only have dessert. Dessert. soup. Yeah. Dessert. Dessert and soup. Yeah, I think so. Dessert. Yeah. Dessert. And no, there's no instant noodle. They didn't have instant noodle at all. Dessert. Right. Yeah. And Instant. instant noodle. yes. Yeah. And okay. Instant noodle. Yeah, this is instant ramen. Instant ramen. Yes, instant ramen or Bây instant noodle. Còn gourmet này là mỹ thực đó nha. Đây, cái này là mỹ thực. Gourmet. Instant ramen. Gourmet. Gour gour Gourmet. 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 Mỹ thực. Gourmet. For example, in food in restaurant. Cái gì? Fine dining ăn uống nó rất là cao cấp á, kiểu gì á. Okay, so this company has premium ice cream. They produce premium ice cream, frozen yogurt, sorbet and non-dairy. Và những món dairy, những món không sữa. Dairy Dairy. Yes. dairy Yes. Usually we see with the part, we will think dairy, but actually it is dairy. dairy Yeah. non-dairy Yes. dairy Interesting, dairy right? Yeah. And sorbet. Sorbet. sorbet Yeah, sorbet sounds unfamiliar to me. It is sorbet frozen fruit juice. Frozen fruit juice. Nghĩa là nước trái cây đông lạnh đó. Frozen juice nước đông lạnh Nước trái cây frozen đông lạnh. frozen frozen Fruit frozen juice. fruit juice Fruit juice. frozen fruit juice That's good. frozen fruit juice Right. nước đông lạnh nước trái cây đông lạnh And next, what do you know about okay. Samsung? Samsung. Yeah, what do you know about Samsung? Samsung. What does it specialize in? Chuyên về cái gì? Or how long has it been since it was founded? Or where is it located? So first question, what does Samsung specialize in? Samsung. Specializing là specializing. Specializing. Chuyên về cái gì? Giống như Specialized special, special là đặc biệt đúng không? special Yeah, xong này là verb của nó. special So what does it specializing? specializing chuyên về công ty Đồ chuyên điện hay là đồ điện tử? về điện Hay là đồ trang điểm? Hay là đồ nhà dụng, gia dụng? specializing about Zing rồi. electronic À, zing rồi electronic thôi, đừng có about nữa nha. Rồi. It's zing specializing. Zing, electronic. specializing electronic and Electronics. Makeup không? Đồ trang điểm không? Or cosmetics. Cosmetics. makeup Cosmetics. and cosmetics Cosmet. Đúng không?
Cosmetics, makeup, cosmetic No. store. Cosmetic. Cosmetics, cosmetic No, not store cả. Đi store. cosmetic thôi. Cosmetic. Cosmetics. Cosmetics. Cosmetic. Makeup. Cosmetic. Nhưng mà ở đây nó đọc là Cosmetic. 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 Cos, nhớ sờ ra. Cos. Cosmetic. Cos, chứ không Cosmetic. phải cos. Cosmetic. Cosmetic. Alright, what else? Cosmetic. Okay, what are Samsung's product lines? Samsung products, some Product products, lines. product, Product lines. products, Samsung products, À, là những dòng sản phẩm á, ha. Samsung products, iPad, smartphone, No, not iPad mà là tablet. iPad là của Apple. Đấy. Còn cái tên của tụi nó là tablet. Tablet, yeah, đúng không? À, Samsung gọi là tab. Tablet. Yes. Tablet. Tablet. Tab tablet. 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 Nó có hai, it tablet. has two meanings. One is máy tính bảng and the other one is viên thuốc cứng. Là tablet. 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 Cẩn thận cái kết thúc của âm anh đó. Tablet. Tablet. Đấy. Tablet. Đấy. Okay. And next. All right. And laptop. No, laptop. Không phải là laptop. Laptop. Okay, so it's called electronic devices. Thiết bị điện tử đúng không? Electric device. Hai cái này nó khác nhau nha. Điện và điện tử nó khác nha. Electric. Electronic và điện tử. Yes. Electronic. Electronic là điện. Electric là điện. Electronic. Electronic. Electronic device. Electric device. À, rồi còn cái kia là devices. Danh từ số nhiều là devices. Devices. Mà Devices. liên quan gì tới sở chờ là cứ thành s nha. Electronic devices. Electronic. Electronic devices. Devices. Device. Okay. Okay, electronic devices. And all right. And house appliance. House appliance. How appliances. House appliances. Okay. House supplies. No. Đây. House appliances. Supplies. Apply là cái gì anh? Cái nào? Apply to và apply for. Đăng ký nộp đơn ấy. Apply à. To là đăng ký rồi. Yeah. Đơn. Còn cái kia là apply for là áp dụng cho hoặc là xin apply cái for công apply. Việc nào đó. Xin một công việc nào đó. Đấy. For ví dụ apply. Như I apply for CEO position of this company. I apply for CEO position of your company. Được anh, đúng không? Yeah. is it still available? Is the chair of CEO still available? Còn anh? Is it still vacant? Yeah. Vacant. Is it still vacant? Còn trống yes. không? Yes, is it vacant. Still còn vacant hả? Yes, MST vacant CMD. Còn yes. trống không? Yes, it's still vacant CMD. The CEO, I'm asking about the CEO position. Still. Is it still vacant? Còn It's still vacant, yes. Really? Ủa chứ bộ your company doesn't have a CEO? Hả? Bộ công ty anh không có CEO hả? Có. Có hả? Vậy thì có. Not vacant anymore. Đâu có vacant nữa đâu. Không. It's không. It's nó là vacant. Có sẵn rồi. It's yeah. still available. No, it's not available at all. It's not available. It's available. 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 Available.
Available. Still No, 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 no. Unavailable. It's unavailable because there's someone sitting on that chair. available. Yes, it's unavailable. Và empty Unavailable. là trống, trống kiểu không có gì ở trong. Còn vacant nó nghĩa là unoccupied, là nghĩa chưa có ai chiếm đó, nha. À, chưa chiếm dụng á, đó. Đó thì gọi là vacant. Thí dụ như vacant space nè, không gian trống nè. À, còn chỗ này nó không trống. À, ông này ông found the vacant space, so he parked the car there. Rồi. And if you go to a hotel, they have a sign that a vacant or available rooms. So you understand that there are available rooms. Vacant. Yeah. Vacancy Vacancy nè. À, là cái available. sự trống vacancy rooms available. Cái này thiệt Vacancy ra phải nói là vacancy gạch ngang qua là chỗ trống, rooms available ấy. Ấy chứ lẽ như vậy thì dễ bị hiểu lầm. Còn no vacancy là gì anh? Vacancy là trống. No vacancy vacancy. Không, không, vacancy là không còn trống. À ok. Còn room No available và room occupied nghĩa là sao anh? Room available là phòng có sẵn. À hả, Còn còn room room occupied. occupied là phòng cặp đôi. No, phòng đã bị Đôi, chiếm, có đôi. nghĩa là hết phòng rồi. Phòng này có À. người ở rồi nha. Vậy là Occupied. occupied, ok. Occupied. Có nghĩa Occupied. là rồi. À. Room Occupied. 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 Room occupied. No, 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 no. Calm down, calm down. So, take a look at this. Occupy. Occupy. No, đây nhìn giống A đúng không? Nhưng đây nhìn là O thì nó là O. Occupy. 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 Okay. Occupy. Yeah, chiếm chúng chưa giúp. Ngồi hoặc là ở, thí dụ vậy mình phải dịch thoáng ha. So, nên cái sự occupation sẽ là Occupation. Cái sự ủa, không liên quan gì hết, nó là nghề. Occupation nó cái nghĩa là jobs. Nghề nghiệp. Occupation. Nhưng không, khi hỏi bạn làm nghề gì thì mình nói sao anh? Jobs. What's your job hả? What's your jobs? No, what's your job không sờ nha. Thứ nhất what's là job? What's your job? Nhưng câu đó cũng có nhưng mà ít ai hỏi câu đó lắm. Nó không phổ biến ha. Mình phải hỏi là what do you do? Occupation nó chỉ no, là một cũng cái nghiệp. Không không ai hỏi là what's your occupation luôn. Mà nó chỉ hỏi là what do Đúng you rồi. do? What do you do? What yeah. do you do? Do you watch làm my gì? Video in the group? Hả? Do you watch my video in the group? À, bộ anh có coi cái video nào trong nhóm không anh? Em thấy anh lướt dữ mà. Hả? Hả? Anh có nhớ gì không? What do you do for a living? Đấy, làm nghề gì? Để kiếm sống á. Rồi ai à. À. What do you do làm for sống? A living nè, làm gì để kiếm sống thôi. I in your car, what do you do for a living? I So can you tell me what do you do for a living? I'm working every day. No, 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 no. I'm asking. Bạn làm nghề I gì? Mình có thể nói là ask. I am ở hoặc là I work at the. I am ở. I am reading. Tôi làm một gì đó hoặc là I work at the. Tôi là. I am workers. I am a worker. I am a worker. Huh? Worker. I am a driver. I'm a driver. Yes. Yes. I'm yes. a driver. You like that? I work as a driver. Yeah. I work as a driver. Right? He's a driver. I work as a driver. Right? I work as a driver. I see.
I work as a driver. No longer work as the driver. I work as a driver. I work as a driver. Okay. Right. And all right. So let's see. Ask this girl. Hey, excuse me. I love your car. What do you do for a living? What? Like, how did you get the car? Our dad bought it for us. We don't work. Oh, okay. All right. Well, I appreciate the honesty. Yeah, thank you. You have to ask him. Okay. All right. Thank you. Love your car. What do you do for a living? A porno music producer. You're a music producer. Porno music. Porn? Yeah. A porn music producer. Alrighty, man. I appreciate it. Thank you. What do you do for a living? Real estate. Real estate. Okay. Thank you. What do you do for a living? Real estate. Real estate. Có nghĩa là real estate agent á. I'm in the real estate, nghĩa tôi làm ngành bất động sản á. I'm in real estate. I'm in real estate. Nó nói lộn thành I'm in real estate. I'm in real estate. Nói luôn real estate. Real estate. Real estate. Real estate. Yeah, tôi làm bất động sản ha. Real estate. Yeah. Real estate. Real estate được định nghĩa là real estate. Property from in the form of land of buildings, ha? Tài sản dưới dạng đất đai thì gọi là bất động sản. Land of buildings. Okay. Real estate. Okay. Realistic. No. Không real. Real estate. Real estate. Real estate. Right. Real estate. Okay. Not that, but like tape. Real estate. Okay, so that's it. And what real about estate. IKEA? Do you know IKEA? This is IKEA. Okay. This is IKEA. Okay. You know this company. Home furnishing. So what do you think furnish means? Huh? Furnish là gì? Furnish nó là sản xuất bằng cái gì nhỉ? Uh-huh. Furnish. Furnish á hả? Thì gọi là furnishing. Yeah, do you remember furniture? Furniture, đồ. Đồ nội thất. Huh? Đồ nội thất. Yeah, furnished có nghĩa là được trang bị nội thất nè. Sau công ty furnishing thì anh nghĩ nó bán gì? Nó bán đồ nội thất. Yeah. Đấy. So mình có it's furnished. Sell you know, furniture. This, yeah, this is like it sell furniture at an affordable price. Giống như kiểu mà giá cũng hữu nghị ấy. Furnish. Sao nặng rất là lạ. Furnish. Ok, anh lấy cái vốc ba này của nó nè. Anh sẽ biến nó thành tính từ nha. Anh đi kèm một danh từ khác ha. Ví dụ như furnish department có nghĩa là gì? Hả? Department. Và semi furnished department nghĩa là gì? Đây nè. Fully furnished, đô là thành sao? Semi-furnished đi, thí dụ semi-furnished là như thế này. Là được trang bị nội thất như thế nào? Hết chưa? Semi là bán hay là tổng rồi? Semi kiểm à? Bán rồi. Yeah. Bán kết là semi-final đúng không? Final là chung kết, semi-final là bán kết. Thì cái này là mới được nửa thôi. À. Còn fully furnished thì sao? À. Fully furnished là căn hộ như nào? Fully furnished là hoàn toàn. À, đầy đủ không? Đầy đủ. Yeah. Bán ạ, tiện đầy đủ. Yeah. So semi-final nè anh. Semi-final là bán kết. Còn chung kết là gì? Là chung kết final. Final. Right. Đấy, semi-final nè, đấy. Final. Okay. Chung kết.
And all right, so semi-final. And all right, so this company sells furniture. Have you ever bought anything from this company? Have you ever bought anything from this company? Nghe rõ. Have you ever bought any furniture from this company? This company. From this company. Have you ever bought any furniture from this company? Yes, so. Yes. Have you ever bought any furniture from this company? Ever what? Ever bought. Mua. Ever bought. Ever plus là. Ever là mua. Yes, have you ever bought? Ever plus. Không sờ. Và cũng không sờ. Ever plus. Cứ have a bought. Ever plus. Ever bought. Ever bought. Ever là mua. Mua gì? Buy. Bought some. Okay, have you ever bought anything from this company? Have you? Yeah, I bought some furniture. Mm-hmm. Kitchen. I bought kitchen and cupboards. No. Why can't you buy a kitchen? And you can buy kitchen. You buy kitchen. Appliances, đồ bếp thì được. Huh? Kitchen appliances, giống như house appliances. House home appliances, kitchen appliances là như thế này nè. Okay, you bought kitchen appliances, huh? That can be. Đây người ta chỉ bán furniture thôi anh à. They don't sell kitchen appliances nha. Appliances. Yeah. Kitchen appliances. Let me search for furniture. Furniture vocabulary. For example, you have the kitchen, the cupboard, right? You said you bought a cupboard. And what else did you buy? Like the chair or the beanbag chair, coffee table, vanity table. Did you buy anything? Desk lamp. Huh? Cupboard. Okay, you bought a cupboard, right? Did you buy like a vanity table? Vanity là gì anh? Cái này nó cũng khó nhỉ. Vanity table. Vanity là những cái phù phiếm. Bàn phù phiếm thì nó lại thành á là vanity table. Bàn trang điểm, giống như makeup table nó không được gọi là bàn phù phiếm mà gọi là bàn trang điểm. Vanity. Tự phụ vanity. Nó có nghĩa là sự tự phụ nè, sự phù phiếm nè. You are too confident about yourself, huh? You are too proud of your appearance, huh? Abilities or achievements, huh? Quá tự hào về cái công ty sở hữu appearance của mình là gì? Appearance là xuất hiện à? Là cái bề ngoài, cái looks của mình. Ngoại hình, Abilities, khả năng, and achievements đạt được không? Có nghĩa là thành tựu á, nha. Yes, gọi là vanity, nha. Vanity. Không sờ. Vanity. Yes, the fact of being too proud of your own appearance. Thì ok là Vanity là tờ báo này là tờ báo Vanity Fair magazine. Vanity Fair được gọi là
hội chợ phù hoa nha. À, hội chợ phù phiếm á, thì gọi là hội chợ phù hoa. Đấy. She looks like cái gì đó đó, Vanity Fair. Okay. Vanity Fair. Vanity 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 Fair. so beautiful. Okay. And Vanity Fair Magazine. Ok. So, ủa, tự nhiên có Vanity Fair. mình tụ qua tới cái Vanity. Ok, so Vanity. let's get back to the vanity table. Bàn phù phiếm có nghĩa là bàn trang điểm. Interesting, right? Right. So interesting. Okay, so do you have any vanity chairs at home? Oh, sorry, vanity tables at home? Really, really, I bought, I bought coffee table and vanity, vanity table to use at home. Oh, wow. Wait, 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 wait a minute. Wait a minute. To use the vanity Yeah. table I'm kind of to have use. a misstanding here. Yes. So you said that I bought Use the in thứ nhất danh từ số ít mình use. phải có a an, hoặc là số nhiều thì số Okay. nhiều luôn. Còn không là phải a an. So I bought the coffee table I bought a and coffee table and a the vanity table vanity. Yes, at home. vanity Okay. at home. But why would you use a vanity table? Do you use the vanity table? Yes, I think I can arrangements it. Arrangement it. What Is do you mean by arrangement it arrangement it? is at home to decoration To decorate. in my home. Okay, as a decoration in my home. Okay, I think I could use it as a decoration for my house, for my home. Okay. Could Rồi, use okay. the decoration for my house. Rồi. Đúng không? Mình khi nào mình trang trí nó thì mình mới gọi là I can decorate it. Nhưng mà mình không trang trí nó, mình chỉ nói là I use it as a decoration. Đấy. Tôi dùng nó như là đồ trang trí ha. Anh chị cứ trang trí. Yes, a decoration. Okay, do you have a plan in the future that you use the vanity? You will give the vanity table to your wife? Because you can use it anyway. Do you plan on giving it to your t wife in the future? So I need to buy I need to buy some furnishes, Furniture, yes, some furniture, furniture stuff as such as such as the desk. desk temple and Desk temper. What do you mean by desk desk temple temper? Desk lamp. desk temple and desk lamp Sorry, desk lamp. yes yes I mistake desk lamp No, don't say desk lamp mà là desk lamp. Desk lamp and curtain Lamp. Yeah, look at this. Lamp. lamp Lamp. lamp Lamp. lamp lamp Okay. lamp All lamp right, all right. Okay, so tell me, you will buy the desk lamp and curtains. So curtains should be in plural, hả? Có nghĩa là số Custom. nhiều nha. Plural, singular. Plural. Custom. No. Plural and Plural, singular singular, nouns. Okay. singular, Yeah, single đó ha. So mình chỉ cần biết chữ này là Plural. 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 You know why? Plural. It is short. Ooh,
So u ngắn này nó thì ư ư. So and singular. Singular. Yes, singular là số ít. So anh thấy ở chỗ này nha, mình nói về cái này là cái không đếm được nè, cái furniture nó là uncountable noun. Uncountable. Nghĩa là nó là danh từ không đếm được. Đấy. Đấy. Countable. Thờ trong cái chờ như vậy. Countable. Yes, terrible. Countable. Yes, and piece là miếng. Miếng. Piece. Nhưng a piece of furniture, a piece of clothes, những thứ, a piece of advice, thì là những thứ nó không đếm được á, là người ta sẽ a piece, nó tùy cái, nhưng mà trong trường hợp này á, là người ta sẽ dùng cái này ha. Rồi để ghép vô thành là một món lời thân, một món quần áo, một lời khuyên. Đấy. Đấy. Yeah. All right. So, what is your most favorite piece of furniture that you own? Mà anh sở hữu ha. Most furniture. Quan trọng nhất là most important is a salon. A couch. Yeah, gọi là cái couch, cái sofa đấy. Couch. Yes. Cái couch này nó có hai nghĩa, một là cái gối dài hoặc là cái huấn luyện viên đúng không? Yes. Right. Huấn luyện. Couch. Yes, nó bằng cái sofa ấy. Nhưng ở Mỹ thì người ta không dùng sofa, người ta dùng couch. Couch. Đấy, rồi. So nó bằng sofa nha. So the most important piece of furniture is a couch. My most important piece of furniture is a couch. Okay. Món đồ nội thất quan trọng nhất của tôi là my most important piece of furniture is a couch. Okay, wait a minute. So I need you to link. Last time you study about linking sound, right? So now let's link take a look at it. Take a look at this. You see my most ở đây là o đó. My most ở đây most team hay most team anh mình most team most right, team the most team my most team my most team Boston most team Boston Couch. My most important piece of furniture is a couch. My most important piece of furniture. Is a couch. Couch. Okay. Right. My most important piece of furniture is a couch. Is a couch. Chỗ này nói được luôn á anh. Is a couch. Is a couch. Linking verb. Is a couch. Nó không phải là linking verb mà là linking sound. Linking sound. Đây phụ âm nguyên âm, phụ âm nguyên âm là nói. Còn nguyên tắc thì vừa mình nói rồi nha. Rồi one more time please. Furniture is a couch. Very good. Yeah, very good. Yeah.
And all right, that's good. Right. So that's done for the furniture and semi furniture and fully furniture. Yeah, just know that. Just know that IKEA sells you know that furniture. And next, okay, so tell me, these are some descriptions of one random company. So tell me, this company provides many different internet services, including news, online shopping, email. Most of its revenue comes from advertising on its website. So what company is it? Công ty gì đó anh? Company is Apple company. Among Ben and Jerry, Michelin, Yahoo, Samsung. Ben and yes, Ben and Jerry. Yahoo and Samsung Corp. IKEA. What company? IKEA. Really? IKEA sells furniture. They don't sell internet services. They don't provide internet services. Internet services là gì anh? Internet was internet is cung cấp dịch vụ internet. À, dịch vụ internet gọi là internet services. À, hoặc là nó là một cái internet provider đấy. Đấy, vậy thì cung cấp dịch vụ internet. Rồi, nhà cung cấp nha. Provider. Provider cung cấp. À, nhà cung cấp provide không á là cung cấp nhưng mà thêm r vô thành là er là thành người. Nhà cung cấp. Rồi, cấp dịch vụ. So what do you think this company is? This company provides internet services, online shopping, email. So, Ben & Jerry, Michelin, Yahoo, Samsung, IKEA, which one? I think most of its revenues comes from advertising on its website. Yeah, so the company is internet service. No, yes, I'm asking you the name of a company, Michelin, Yahoo, yes, or Samsung. Samsung. Yeah, no, Samsung doesn't provide. IKEA. No, IKEA sells furniture. Michelin. No, Michelin sells tires. Ben & Jerry's. Huh? So your final answer is Yahoo, are you sure? Is that your final answer? Yahoo. Oh, I feel so sorry for Yahoo. Yahoo completely. It's Yahoo company. Is Yahoo that forgettable? Yahoo đáng quên vậy luôn ha anh. Forgettable. Yeah. Forgetful. Người hay quên. Forgetful. Yeah. Forgetful. Còn forgettable là quên được, nghĩa là đáng quên. Forgettable ha. Memories. Yeah. À, okay. Forgetful, đáng quên. Forgetful. Lộn rồi. Forgetful là đáng trí. Forgetful. Forgetful. Yes, you can say Mr. Forgetful này. Forgetful. Yeah, keep my life. Forgetful. All right. And this is it. And Forgettable. Yeah, Yahoo is so forgettable to you. Just for memories. Yes. You don't remember anything about Yahoo. What a shame to Yahoo. Yeah. Oh wow. So why so many scary photos at midnight? All right, next company. This company makes tires for cars and other vehicles. It's based in France, but it has more than 11,000 employees all over the world. It is also well known for its red and green travel guides. So what do you think? What company is it? Tires. Tires, what company? East Tires Company.
Yeah, of course. What the name? I want the name. Ben and Jerry, Michelin, Samsung, IKEA. Which one? This one is Samsung. No, why can Samsung sell tire? I don't know. Samsung never sold tires. Samsung chưa bao giờ luôn anh. Michelin. Do you remember Michelin restaurant? Have you ever heard about Michelin restaurant? Restaurant. Yeah, nhà hàng Michelin đó. Yeah, Michelin. Yeah, gọi là Michelin star. Đấy, là nó cũng từ cái Michelin này ra nè anh. Restaurant. Đấy. Anh à, Michelin restaurant hồi 2018 nè. Đấy. Michelin restaurant nè. Là nó đó, là nhà hàng nào xịn mịn nó thì mới được cái sao Michelin. Ở Sài Gòn có bữa có một cái á. So Michelin restaurant này. And all right, so Michelin. It is Michelin. Okay. And what about it's a Swedish company and it's operate in 37 countries. It specializes in low price household products, including furniture, bathrooms and kitchens. So what do you think this company is? Swiss company is tires. Furniture. Don't you remember furniture? Furniture là gì? Furniture. So what company? Company furniture. IKEA. Furniture company. IKEA. IKEA. You see? They sell IKEA so, company. So much furniture with at a low price. Nghĩa là giá thấp nha. Là IKEA. In low price. Yeah, at a low price. Okay. It's a subsidiary. Có nghĩa là subsidiary. Nghĩa là cái gì anh? Công ty con. À, công ty con of Unilever. Company makes ice cream and frozen yogurt and its main competitor is Hortons. Competitor là gì anh? Competitor là cạnh tranh. À, đối thủ cạnh tranh. Compete là cạnh tranh, competitor là đối thủ. So what company is it? So what company is this? You will still have Ben Jerry and Samsung. IKEA. Trời ơi, IKEA mới nói xong. IKEA làm cái stuff này là Ben and Jerry. Yeah, Ben and Jerry's. Ben and Jerry. Is Ben and Jerry's. Jerry's. Okay. Right. Hết rồi. Còn the last one. This company produces many different electrical and electronic products, such as TVs, computers, mobile phones. It's South Korea's largest company and exporter. So what company is it? South Korea là Nam. Nam Hàn Quốc. Nam Hàn. Okay. Nam yes. So this is South Korea. The biggest South Korea. South Korea. The biggest in South Korea. The biggest company. This company is Samsung. Yeah, Samsung. Samsung. If you're not sure, just say Samsung. That's it. Samsung. It's not English anyway. Thank you. Okay, thank you very much. I'll send you this and read it at home and record for me, okay? Yeah.
Bây giờ em gửi anh mấy cái hình này, sau anh về anh ngồi thu âm cho em nha. Nhớ đọc phiên âm trước khi thu âm nha. Đọc cho đúng. À cái này anh đọc xong mình call video xong mình record ạ. À, không, không cần call video, anh chỉ cần bấm bấm gọi bằng không, bấm thu âm á, ở trong cái gửi tin nhắn thu âm á. Rồi, anh gửi qua cho em. Yeah. Thank you. Thank you, see you. Tất cả ok. Hả? Anh cứ hỏi đi. Nhưng mà hỏi là những cái từ mình ấy phiên âm đấy là mình đánh vần xong mình record lại đúng không? À, không hay là mình nữa. Đọc cả bài, mình đọc cả bài luôn thôi cho nó khỏe. À, ok, chứ không phải từng từ một. Không, có từng từ một nhưng mà thôi đọc cả bài đi cho nó khỏe cho nhớ anh. Đọc cả bài cho nó đọc cho nó giọng nó tốt lên, đọc từ riêng lẻ mệt. Với lại anh đây nè, anh làm bài tập này nè, anh tự làm bài tập này nè. Đấy, cái từ vựng đó. Cái này là cái bài tập là mình làm. À, em gửi link đó, để em gửi link cho anh cho nó khỏe. Rồi đây là gửi hình cho vui hơn, nhưng mà để em gửi link sao nha. Để anh cứ tự ngồi anh làm. Rồi, thank you. Yes, thank you. Thank you. Good night. Good night. Catch you later. Okay, you too. See you. Yes, good night. Night. Chẳng phải night chờ. Good night. Night. Tốt nhất là khỏi tờ, chẳng rỡ khổ. Night. Đấy. Hay bị nhầm cái chồng. Vâng.